chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để hiểu rõ hơn về đề án này sẽ thực hiện như thế nào, mang đến hiệu quả xã hội và kinh tế ra sao, chương trình có mời đến trường quay ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị theo dõi nội dung này trong phần chuyện từ Phú Hiến. Còn trước tiên, bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có thông báo ý kiến về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh. Thông báo yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Quá trình triển khai phải tuân thủ pháp luật, vừa thống nhất về cơ chế chính sách với thành phố Hà Nội và Bắc Ninh, vừa phù hợp với thực tiễn địa phương. Hỗ trợ thêm 2 triệu đồng trên ngôi mộ đối với trường hợp di chuyển mộ đúng tiến độ. Cho phép cán bộ, công nhân viên của trạm thực nghiệm được giao khoán đất để sản xuất, được nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp như đối với các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp, tăng mức hỗ trợ thưởng tiến độ giải phóng mặt bằng đất ở và đất nông nghiệp theo mức tăng của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 182 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2025. Mục tiêu cụ thể, năm 2023 có 44% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 39% tham gia bảo hiểm tự nguyện. Năm 2024 có 47% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 40% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2025 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 41% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong việc phối hợp tổ chức tốt chính sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 07 NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1 năm 2023. Từ ngày 1 tháng 3 tới, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật. Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền. Mức 1, 13.000 đồng, tăng 3.000 đồng. Mức 2, 20.000 đồng, tăng 5.000 đồng. Mức 3, 26.000 đồng, tăng 6.000 đồng. Mức 4, 32.000 đồng, tăng 7.000 đồng. Điều kiện để được nhận bồi dưỡng bằng hiện vật là người lao động làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Điều kiện thứ hai là có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm có hại theo quy định của Bộ Y tế hoặc tiếp xúc với ít nhất một yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên trong nhóm chỉ tiêu tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các ban ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả các hàng hóa dịch vụ thiết yếu, thực hiện kiểm soát chặt và bình ổn giá đối với các mặt hàng liên quan dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống đi lại sau Tết. Tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá gắn với kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế, phí, nhất là dịch vụ tham quan, du lịch, dịch vụ trong giữ xe. Đối với mặt hàng xăng dầu, sau Tết là thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao, đề nghị Bộ Công Thương bám sát tình hình thực tế để đảm bảo nguồn cung. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2023 tăng 0,52%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng hóa tăng giá, 2 nhóm hàng giảm giá, riêng nhóm bưu chính viễn thông có giá ổn định so với tháng trước. Tết Nguyên đán Quý Mão rơi vào tháng 1 năm 2023 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết. Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 là những yếu tố làm cho CPI tháng 1 năm 2023 tăng cao. Công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải, một trong những hệ thống thủy lợi có quy mô và tầm vóc lớn nhất miền Bắc và là niềm tự hào của người dân Hưng Yên. Còn đây là hiện trạng. Theo chúng tôi đánh giá là nguồn nước sông Hồng cấp cho Bắc Hưng Hải qua cống Xuân Quang cho đến nay vẫn là nguồn nước có chất lượng tốt.
nhưng một số thời điểm ô nhiễm là do tình trạng nước chảy ngược từ hệ thống. Và cái tình trạng ô nhiễm nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có thể nói là do nội bộ chúng ta sinh ra chứ không phải trong hệ thống gây ra, chứ không phải là do nguồn nước cấp. Tổng dân số toàn tỉnh Hưng Yên là trên 1,2 triệu người, trong đó dân số nông thôn là trên 1 triệu người, chiếm 83,5% dân số toàn tỉnh. Ước lượng nước thải sinh hoạt nông thôn phát sinh khoảng 100.000 mét khối trên một ngày đêm. Hầu hết lượng nước thải này không được thu gom, xử lý, đạt quy chuẩn kỹ thuật, xả thải trực tiếp vào sông, kênh, mương, ao hồ, hệ thống Bắc Hưng Hải gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, những năm gần đây, hệ thống Bắc Hưng Hải thường xuyên đóng để trữ nước là chính nên tình trạng nước bị ứ đọng, không lưu thông, nhất là vào khoảng tháng 1 đến tháng 3, không có dòng chảy tối thiểu. Việc tiếp nhận các nguồn thải ô nhiễm lại càng làm cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại đây vô cùng nghiêm trọng. Theo kết quả quan trắc, phân tích chất lượng nước mặt trên các sông, kênh trong những năm gần đây cho thấy hầu hết các mẫu phân tích đều có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Thực trạng đó đặt ra nhu cầu bức thiết phải có các giải pháp để góp phần giảm thiểu, hạn chế ô nhiễm môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải và các sông, kênh, mương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cải thiện môi trường ở nông thôn, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản, lương thực, thực phẩm của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh và con số vừa rồi cho chúng ta thấy sự cần thiết phải đưa ra giải pháp tổng thể để góp phần giảm thiểu, hạn chế ô nhiễm môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải và các con sông, kênh, mương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cải thiện môi trường ở nông thôn, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản, lương thực, thực phẩm của tỉnh. Và mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để hiểu rõ hơn về đề án này, chương trình có mời đến trường quay ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên. Và rất cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Thưa ông, mục tiêu lớn nhất của đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là gì ạ? Vâng, trên địa bàn tỉnh hiện nay là phát sinh khoảng 160 mét khối nước thải ngày đêm. Trong đó là có khoảng 100.000 mét khối nước thải chưa được xử lý, đó là nước thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đề án có mục tiêu là thu gom để xử lý nước thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường nước sông của Bắc Hải, các kênh mương trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cao nhất là vì cuộc sống và môi trường sống của người dân. Ở Hưng Yên thì cũng đã triển khai các cái mô hình làm điểm về thu gom nước thải sinh hoạt nông thôn. Vậy thì các mô hình làm điểm đến nay thì đã hoạt động ra sao và kết quả như thế nào ạ? Trong 5 năm qua thì Hưng Yên là một tỉnh rất tích cực trong việc triển khai các cái mô hình xử lý nước thải ở các quy mô khác nhau, công nghệ khác nhau và ở các nước khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là đối với công nghệ của Nhật Bản bằng công nghệ Jogaso thì đã tiến hành ở 3 địa điểm. Một là trường mầm non Đình Dù là 12 mét khối ngày đêm, rồi là hộ gia đình là 1,2 mét khối và cụm khu dân cư là 200 mét khối ngày đêm. Ngoài ra thì chúng ta còn xây dựng một cái hệ thống xử lý nước thải tại Chính Nghĩa là 25 mét khối, và hộ gia đình cũng là 1,2 mét khối và ở Nhật Tân là 50 mét khối. Ngoài ra là chúng ta còn có 3 cái mô hình xử lý nước thải đô thị loại nhỏ của Phần Lan. Như vậy là trong nước có, nước ngoài có, quy mô là hộ, cụm hộ và cụm dân cư và ở các quy mô khác nhau. Đối với Hưng Yên thì thực tế qua cái xử lý nước thải sinh hoạt của các doanh nghiệp và các khu nghiệp thì cũng cho ta những cái bài học rất tốt để mà thực hiện cái đề án này. Và khi thực hiện đề án này thì chúng tôi thường xuyên là kiểm tra, đánh giá cái hiệu quả, và qua cái kết quả thì rất nhiều chỉ tiêu đã đạt được cái thông số loại A. Thưa ông, là ngoài thực hiện đề án này sẽ mang đến những hiệu quả kinh tế như thế nào ạ? Thứ nhất là cái nước thải sau xử lý là chúng ta có thể tái sử dụng. Cái thứ hai nữa là sử dụng cái nguồn nước mà có cái chất lượng tốt hơn thì cái sản xuất nông nghiệp và cái chất lượng thực phẩm của tỉnh sẽ được nâng lên. Và cái nội dung quan trọng nhất là hướng người dân đến là cái sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả cái nguồn tài nguyên nước. Vì nếu mà dùng nhiều thì chúng ta phải trả chi phí nhiều, và dùng nhiều chúng ta lại trả chi phí xử lý. Như vậy là hướng người dân đến là cái sử dụng cái là hợp lý và tiết kiệm nhưng mà lại có cái hiệu quả cái nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Dạ. Vấn đề mấu chốt trong việc xử lý đó là công nghệ. Vậy thì câu chuyện này được giải quyết như thế nào trong đề án này ạ?
Cái nội dung này là chúng tôi cũng đã phải tìm hiểu và nghiên cứu trước khi chúng ta lập cái đề án. Và một nguyên tắc chung là cái công nghệ này phải đảm bảo rằng là cái định hướng, cái quy định của Bộ Xây dựng. Nhưng đồng thời là chúng ta phải xem xét là công nghệ này đã được thực hiện tại Hưng Yên hay ở nơi nào đó của Việt Nam đã thành công hay chưa. Và thực tế đối với các mô hình thì chúng ta hướng đến hai cái mô hình chính. Mô hình thứ nhất là đối với việc mà chính quyền địa phương đầu tư xây dựng vận hành thì chúng ta phải lựa chọn công nghệ là chi phí thấp, là vận hành đơn giản, tức là vận hành không cần nhiều các cái trình độ kỹ thuật công nghệ. Tôi nói ví dụ như chúng ta có thể áp dụng cái công nghệ của Nhật Tân, của Chính Nghĩa, chúng ta cũng không sử dụng điện và thực tế là cái nước này tự chảy, như vậy là cái chi phí là vận hành sẽ rất là thấp. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng vẫn có thể là lựa chọn công nghệ mà tiên tiến nhưng mà phù hợp với các điều kiện của tỉnh. Thứ nhất là chúng ta có thể xây dựng các cái mô hình theo mô đun hợp khối. Đấy, để mà là nhưng mà cái chi phí phải hợp lý. Đấy, chi phí hợp lý thì cái nội dung này thì đã có những cái bài học kinh nghiệm hay là có những cái mà chúng tôi đã tìm hiểu và các doanh nghiệp hiện nay cũng đã có những cái bước là sẵn sàng tìm hiểu các công nghệ như của sự ASEAN, tức là phù hợp với cái điều kiện của Việt Nam. Được. Nhưng với cái chi phí là phải hợp lý. Được. Thưa ông, là thu gom xử lý nước thải là trách nhiệm của toàn xã hội. Nguồn lực đầu tư xây lắp vận hành công trình xử lý nước thải dựa theo nguyên tắc là người gây ô nhiễm thì phải trả tiền. Vậy thì việc tổ chức thu giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt theo đề án này sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Cái nguyên tắc mà người gây ô nhiễm phải trả làm cái nguyên tắc rất là tốt. Và thứ hai nữa là các nước phát triển cũng đã áp dụng như vậy. Trong cái đề án thì cũng nêu rõ rằng là đối với người dân mà không sử dụng nước cấp thì có giao cho Ủy ban Nhân dân các cấp xã là sẽ tiến hành thu cái giá dịch vụ trên cơ sở là lưu lượng theo cái quy định của bên Bộ Xây dựng. Ví dụ bây giờ hiện nay cái lượng dân cư nông thôn là tính trung bình là khoảng 60 lít trên ngày đêm. Được. Như vậy tương đương khoảng 1,8 mét khối trên ngày đêm. Và trên cơ sở đấy thì chính quyền địa phương sẽ tính cái giá dịch vụ. Còn đối với các cái hộ dân mà sử dụng nước cấp ấy, thì sẽ tức là các đơn vị là cung cấp nước ấy, sẽ thu trên cơ sở là thu cả cái tiền sử dụng nước và thì là cái phí dịch vụ xử lý nước thải. Trong năm 2023 thì theo đề án chúng ta sẽ thực hiện những nội dung nào ạ? Ngay sau khi có cái quyết định của Ủy ban tỉnh thì Sở Tài nguyên Trường đã có hai cái việc. Một là đăng tải cái quyết định này lên cổng thông tin điện tử của Sở. Thứ hai là có cái văn bản gửi các sở ngành, rồi các đơn vị cấp nước, rồi các cái đơn vị có trong quyết định của tỉnh ấy, là triển khai các cái nội dung theo cái yêu cầu của tỉnh. Đấy là cái mà chúng tôi đã làm. Tiếp theo là chúng tôi sẽ tổ chức các cái hội nghị, hội thảo. Một là để phổ biến, giới thiệu, quán triệt cái nội dung của quyết định. Thứ hai nữa là làm việc với các đơn vị cấp nước để mục tiêu là gì, để là trao đổi, rồi là hướng dẫn, rồi là hướng đến doanh nghiệp để xây dựng cái hệ thống xử lý nước thải. Và chúng tôi cố gắng trong năm 2023 sẽ có một cái mô hình mà liên quan đến cái xử lý nước thải của thôn, của xã, thậm chí có thể là liên xã. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, với hàng loạt các giải pháp được đưa ra và với sự tham gia của các ngành chức năng, đoàn thể và chính quyền các địa phương, mong rằng đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự thay đổi lớn về môi trường sống tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về đề tài này trong thời gian tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Trần Đăng Anh đã dành thời gian trao đổi cùng tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ạ. Rất cảm ơn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng đã cho cơ hội để Sở Tài nguyên Trường là giới thiệu khái quát cái nội dung của cái quyết định của ban tỉnh về việc phê duyệt cái đề án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn trên mặt tỉnh. Và rất mong là Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sẽ đồng hành và phối hợp Sở Tài nguyên Trường trong công tác tuyên truyền để cái đề án của chúng ta đạt kết quả cao nhất. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau.